How to Style Blue Relax Jeans. Yup, Relax Jeans từ Lax Studio là một trong những mẫu quần sẽ hỗ trợ các bạn trong từng outfit sử dụng hàng ngày. Option đầu tiên, hãy thử mix chung nó với một chiếc áo hoodie boxy, sneaker. Nếu được, thì hãy thêm một chiếc áo bomber jacket để outfit trông đẹp mắt hơn. Một cái outfit thật là tuyệt cho mùa lạnh sắp tới. Option thứ hai, thay bằng một chiếc áo t-shirt đi cùng với áo blazer. Mọi người có thể mặc kiểu này cho một bữa ăn tối cùng với gia đình của mình, hay là những buổi hẹn hò lãng mạn cùng với người thương. Option thứ ba, một outfit casual đơn giản khi mình kết hợp với một chiếc áo thun cổ lọ, hay thậm chí là một chiếc áo thun đen thôi cũng được. Còn giờ thì mọi người chỉ cần khoác bất cứ chiếc áo khoác jacket nào, nó cũng đẹp cả. Đây chính xác là cái outfit mà Lâm thích nhất khi mix chung với Relax Jeans của Lax Studio. Còn các bạn thì sao?